Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Future 125 dọn chuyển cực đẹp với một cái phong cách là tâm huyết đi trước, hết huyết rồi tính sau. Với một cái châm ngôn bây giờ là tâm huyết đi trước, hết huyết tính sau. Người chủ của chiếc xe hôm nay chi ra khoản tiền kha khá để nâng cấp lại toàn bộ chì bảo bên ngoài của chiếc Future 125 cái đời là 2021. Cụ thể thay đổi những gì chúng ta cùng xem nhé. Đầu tiên ta thấy cái bằng tay thắng của Rebel Costa. Ưu điểm của dòng tay này là hiệu năng là canh dầu nhanh hơn, chống gãy. Bên cạnh đó còn có cụm tăng Domino vàng đi cùng với co ca đen. Dây cáp đồ chơi khi vào đó là bao tay của Active của Inox. Chi tiết ốp đầu và cản thì được ốp carbon. Ổ khóa thông minh trang bị và phần núm tắt mở đỏ cổ sẽ liền với màu sắc cùng với cái một Winsor MST mà người chủ đã bắt thêm. Trong cây của bộ đã được biến tấu đi 4 công rất đẹp. Đi cùng với cái bộ hơi Titan, thiết kế này cho những cái cổ bộ dạng là được lấy cảm hứng từ cái bưu xin của cái mẫu lật quay 125i. Kết hợp giữa phần heo của Fandobis 4bit đối xứng, đi cùng đĩa của Rainbow Outside ở dầu heo bấm đầu, đó hòa cùng với những chi tiết Oxia để tăng cái sự ấn tượng cho dàn chân trước của con xe. Nhưng mình thích nhất bản đồ hôm nay đó chính là phần mâm của BAT, cái chỉ dính cũng đập lạ, lắp ráp như xin. Và cuối cùng là phần giảm sóc Holding bình dầu rời phía sau với chiều cao là 350 phù hợp cho các mẫu nhiệt quay Dream Future sử dụng, không cần chế cháo gì hết. Và cái dòng phục Holding này là cái dòng dành cho cái chiếc Minky nên có thêm chế độ tăng chỉnh ở trên bình dầu. Và tí nữa chúng ta quên nó vượt combo Titan mà người chủ đã trang bị. Không, đây là cây bộ Titan luôn để mức giá của nó trên các chục triệu. Winner nâng cấp một ít đồ chơi nhìn là thích. Dù đã hết sản xuất nhưng cái dòng Winner 150 vẫn có một cái vị trí nhất định trong lòng anh em biker Việt. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng cái chiếc Winner độ tí ít đồ chơi thôi nhưng cũng đáng đồng tiền bắt kẹo lắm. Vẫn tận dụng cho mình cái cụm con xin nhưng người chủ đã thay cái cụm của Race Boy cho chiếc xe thêm chút đẹp. Ngoài ra cái chuyện hiệu năng bất thắng thì cái dòng con này còn chỉnh được cái độ xả gần phần tay thắng để vừa với tay của người chủ. Chó đèn xi nhan dán chạm màu khối làm cho con xe thêm chút đẹp hơn. Chiếc xe được nâng cấp cho được Holding để giúp cho người lái đầm chắc tốc độ cao bằng những thao tác bằng cái đếm chỉnh. Người dùng có thể điều khiển cái độ nặng nhẹ ở phần cổ lái. Dàn cái nhựa đám đen có những cái chi tiết ốc Titan làm điểm nhấn đầy lỗ cuốn. Trong kia cái dàn chân đã trở nên yếu hơn nhờ vào cái mâm Rainbow 5 cây huyền thoại. Nguyên bản đã được thay mới bởi con heo của Anchor 2bit đối xứng, hiệu sức thắng nó ổn định hơn. Muốn giữ lại cái phần đĩa thắng nguyên bản thì người chủ đã CNC một cái bộ đồng đĩa để gắn vào. Cấp sau thì tính từ Kinrush hạn chế tình trạng bị sờ lắc ở nước địa bạc từ kiểu bóc của con xe. Người chủ đã tinh ý lựa chọn một cái miếng và bá đỡ màu đỏ để đồng bộ với cái màu chủ đạo trên phần dàn áo. Trong khi cái bộ XS vừa tiêm đến hiệu năng nhúng ổn định mà còn chỉnh được cái chế độ phù hợp với nhu cầu của người chủ. Mình thích nhất cái con xe này không gì khác ngoài cái bộ STB, hàng sẽ cho âm thanh đầy phân khích và cực kỳ đã tài. Cái bộ được chế tác hoàn toàn vật liệu Titan, đã qua thời gian ở dụng nên đã lên màu cũng rực rỡ. Nhìn cái kích thước logo mình cũng đoán được cái bài sức mạnh của con xe. Bây giờ chúng ta hãy để ý những chi tiết ốc trên xe đều được thay bằng ốc Titan với cái tông màu xanh tím. Có lẽ đây là cái màu chủ đạo tôi thích nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký kênh, nhớ like, subscribe.